con bò rơi xuống nước, kêu cái tẩm tẩm. Ủa vậy à? Anh sai rồi, anh sai rồi. Coi như nãy là xé nháp nha. Rồi anh em mình du di cho người lớn tuổi. Một con bò rơi xuống nước, kêu cái tẩm. Hai con bò rơi xuống nước, kêu cái tẩm tẩm. Ba con bò rơi xuống nước, kêu cái tẩm tẩm. Bậy rồi, em đúng. Coi như là người lớn tuổi thứ hai. Em không biết em ăn tới món thứ mấy luôn rồi đó. Thứ hai à? Gấp cái miếng thứ mấy quên chứ không phải là món. Trời ơi nó nồng lên đã. Dạ đấy, Tuyên ăn nhiều quá đừng cười nha. Vinh dự được ăn, còn cái phần trả bill thì chắc là vấn đề đó chứ hai người đàn ông đó chắc không nỡ để em thời bữa giờ cũng dễ rồi, em đôi lúc em cũng phải thể hiện nhưng mà em rất là thích ăn những cái đồ gọi là từ biển. Từ biển đó, mà biển thì mọi người cũng biết rồi là có cá, có cua, có rong rêu. Em ăn bi cá được á. Em ăn bi cá được á. Em ăn bi cá được á. What? Oh man. Em bi cá được á. Nơi, ví dụ như 5 món ăn này á, gia đình em cỡ 3 người, vô đây ăn tầm cỡ 1,5 triệu không? Theo thời giá. Cậu làm lời rồi. Theo thời giá. Đang cho ký không cưng? Dạ, để em hỏi quản lý. Cho kìa, ảnh đợt đầu rồi, rồi cho ký sổ. Chỉ vô là đã thiếu ra ngoài chứ không có. Ủa là thiệt luôn á Điền? Trong đầu em cứ hình dung là anh Vũ Điền có cái gì đó hay nó khủng khiếp lắm kìa, nhà chơi về bể quá. Người ta biết phải cho tiền nè. Thôi nói được rồi nè, thôi ra ngoài. Đó phải thể hiện ông anh lớn nè. 2, 3. Wow, cái này nãy là tiền lẻ thôi anh biết không? Đó. Rồi đưa chứng minh chi ông đội. Anh có cái lòng tự trọng. Đó, thẻ đen là thẻ VIP đó anh. Rồi, đó, mệnh giá là 1 tỷ đó, thì nếu mà nó quẹt không được thì thôi coi như là máy hư chứ không phải do anh nha. Rồi, qua lấy số tài khoản anh quẹt qua đây coi. Ê! Không, mày quẹt con số tài khoản của anh đó. Chắc này chứ. Quán này cái gì cũng được, có phục vụ nó hiền gì đâu. Hiền quá anh ơi. Ủa, kêu gì làm đó, kêu gì làm. Chứng minh mà cũng lấy nữa đó. Mọi người biết sao không? Tại vì thường đàn ông là để tiền trong túi quần, còn phụ nữ là sẽ xách túi xách đúng không? Nhưng hôm nay Trinh không đem túi xách nè mọi người ơi, mọi người từ lúc đầu mọi người đã chứng kiến nha. Không đem túi, không đem tiền gì trơn á, quên rồi anh. Quên hết trơn luôn. Anh có túi quần mà anh cũng không có tiền luôn. Vậy hả? Đâu đó anh đứng lên em coi thử coi. Đây em có túi quần. Đây nè, nè có túi quần nè, móc ra coi, móc ra coi, móc ra thử. Đi làm vợ cho có trăm mấy à? Ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con. Đón xem tập 11 Bữa Ngon Nhớ Đời phát sóng vào lúc 19h30 phút Chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021 trên kênh HTV7.